Xin chào, mình là Anh Thi. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Thế Giới Bí Ẩn. Top 10 bí ẩn chưa từng kể về thảm họa chìm tàu Titanic. 107 năm trước, một trong những thảm họa hàng hải tồi tệ nhất lịch sử diễn ra khi tàu RMS Titanic đâm vào tảng băng trôi, chìm xuống Đại Tây Dương. Vụ chìm tàu Titanic ngày 15 tháng 4 năm 1912 đã khiến hơn 1.500 người thiệt mạng, gây chấn động thế giới. Hơn một thế kỷ trôi qua, nhiều người vẫn ớn lạnh khi xem lại những hình ảnh cuối cùng của thảm họa này. Sau đây là 10 bí mật liên quan đến thảm họa đường biển lớn nhất trong lịch sử loài người mà không phải ai cũng biết. Mọi người ơi, đừng quên like, share và subscribe kênh YouTube của Thế Giới Bí Ẩn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Con tàu khổng lồ Titanic đi vào lịch sử và nổi tiếng kể từ khi mà bị chìm vào năm 1912. Trước đó thì Titanic được vinh danh khắp thế giới là con tàu lớn nhất lúc bấy giờ. Sự kiện được xem là thảm họa hàng hải nghiêm trọng nhất mọi thời đại. Mặc dù Titanic bị chìm hơn 100 năm, nhưng những câu chuyện bí ẩn xoay quanh con tàu này vẫn là đề tài nóng hổi, thu hút nhiều độc giả khắp nơi trên thế giới. Thảm họa chìm tàu Titanic đã nhận được 6 lần cảnh báo về băng chìm trước khi mà xảy ra tai nạn. Điều kiện thời tiết ở Bắc Đại Tây Dương đặc biệt thuận lợi cho những sự xuất hiện của núi băng trôi ở điểm giao nhau giữa dòng hải lưu của Labrador và Gulf Stream. Do vùng biển ở Gulf Stream ấm hơn bình thường, tiến sĩ Richard Norris của Viện Hải dương học Scripps của Mỹ đã nói rằng kết quả là một lượng băng lớn gồm những núi băng nhỏ, tảng băng trôi và băng biển đã tập trung lại ở vị trí xảy ra va chạm. Các nhà thiên văn học tại Đại học của bang Texas ở San Marcos đã phát hiện ra mối liên kết đặc biệt giữa mặt trời, mặt trăng và trái đất, gây nên hiện tượng thủy triều cao bất thường vào tháng 1 năm 1912. Họ suy đoán rằng những khối băng hình thành trước hôm tàu gặp nạn đã chìm xuống vùng biển của Labrador, và khi mà thủy triều mạnh ập tới thì những tảng băng sẽ nổi lên trong vài tháng sau đó, đúng vào thời điểm mà tàu Titanic đi ngang qua. Trước khi mà thảm kịch này xảy ra, các thuyền viên của tàu Titanic thực ra đã nhận được 6 lần cảnh báo về băng trôi qua hệ thống tín hiệu vô tuyến. Nhưng Richard Cofield chỉ ra rằng những cảnh báo chi tiết cuối cùng lại không được truyền tải đến thuyền trưởng Smith một cách đầy đủ và chính xác nhất. Chuck Phillips, điều phối viên của phòng radio, báo với truyền thông trưởng rằng tình hình không có gì khẩn cấp, sau đó trở lại với bản tin cập nhật cho hành khách rằng tàu sắp tới Newfoundland của Canada. Mặt khác, do biển lặng không có sóng cũng như là không có ánh trăng nên thuyền viên cũng đã không thể phát hiện ra được tảng băng kịp thời. Thuyền cứu nạn không chịu chở hết tài trọng và số lượng thuyền cứu sinh thì lại ít. Sau một giờ đâm phải tảng băng thì một chiếc xuồng cứu hộ đã được hạ xuống. Theo kênh History Channel thì chiếc xuồng này đã được thiết kế để chở được 65 người, nhưng thực tế thời điểm đó chỉ có 28 người đã trèo lên xuồng. Trong khi đó thì hầu hết các xuồng cứu nạn được hạ xuống, khi mà tàu đang chìm thì đều có rất nhiều chỗ trống. Trong tình cảnh hỗn loạn và hoang mang, tất cả xuồng cứu hộ vẫn còn rất nhiều chỗ trống và đáng ra phải có người sống sót hơn nữa. Có lẽ nguyên nhân đáng trách nhất gây nên bi kịch này là không đủ số thuyền cứu sinh cho hơn 2.200 hành khách và thành viên của phi hành đoàn tàu Titanic. Tổng số thuyền trên tàu chỉ có thể chứa khoảng 1.200 người. Tuy nhiên, một phần là luật thời ấy chỉ yêu cầu phải có tối thiểu 16 thuyền cứu sinh cho khoảng 1.060 người đối với những chiếc tàu trên 10.000 tấn. Một nguyên nhân nữa làm gia tăng số người thiệt mạng là chần chừ của hành khách, và vì thế mà một thuyền cứu sinh được hạ xuống với rất ít người. Sẽ không có thảm họa xảy ra nếu mà tàu Titanic đâm vào tảng băng ở vị trí mũi thuyền. Tàu Titanic đã đâm vào một tảng băng trôi vào 11:40 tối ngày 14 tháng 4 năm 1912. Giả thuyết chính thức cho rằng con tàu đã đi với tốc độ cao và va chạm với tảng băng. Phần đầu của thuyền Titanic được thiết kế để chịu va đập, và nếu như mà vị trí đâm vào tảng băng là mũi thuyền thì rất có thể tai nạn khủng khiếp đã không xảy ra. Tuy nhiên, vị trí đâm phải tảng băng này lại là mạng tàu, khiến cho phần tàu nằm ở dưới mực nước hư hỏng và cuối cùng là dẫn tới thảm họa đáng tiếc. Nhát đâm vào sườn và sức căng quá mức do nước dồn quá nhiều về một phía khiến Titanic gãy ra thành hai mảnh lớn. Tại khoảng giữa ống khói thứ 3 và thứ 4, phần mũi tàu chìm ngập hoàn toàn dưới nước. Do phía đầu chìm, phần đuôi vểnh lên cho tới khi mà hoàn toàn thẳng đứng, phần đuôi sau đó bị gãy làm đôi. Đuôi tàu bắt đầu ngập nước và chìm hẳn xuống biển cùng với phần đầu tàu. Những người ở dưới nước thì la hét kêu cứu, nhưng chẳng mấy chốc, tiếng kêu của họ yếu dần. Những người sống sót túm lại với nhau, lạnh cóng và hoảng sợ. Hai nhà luyện kim là Tim Fockey và Jennifer Hopper McCarthy đã hướng sự chú ý vào các vật liệu sử dụng trong quá trình chế tạo của tàu Titanic,
tại xưởng đóng tàu của Belfast và thấy rằng các đinh tán gắn vào phần vỏ tàu của Titanic không được tôi đầy đủ, khiến cho chúng giòn và dễ gãy khi mà xảy ra va chạm. Vì vậy mà con tàu bị chìm một cách nhanh hơn. Ba chú chó đã được cứu sống. Trong khi mà hơn 1.500 sinh mạng bị nước biển nhấn chìm, thì hai chú chó giống Pomeranian và một chú giống Beagle đã may mắn thoát nạn khi mà được mang xuống tàu cứu hộ. Nhiều người cho rằng vì chúng thuộc loại chó nhỏ nên đã được chủ nhân mang theo lên xuồng cứu hộ. Trên thuyền của Titanic thì có đến 12 con chó thuộc sở hữu của khoang hạng nhất và chỉ có 3 chú chó nhỏ này là thoát chết. Câu hỏi đặt ra là tại sao 3 chú chó này lại được lên xuồng cứu hộ mà không ai được biết. Sự việc này khiến rất nhiều người cảm thấy khó hiểu. Tọa độ nơi xảy ra tai nạn không chính xác. Tọa độ vụ chìm tàu được thủy thủ Boss Hull phát đi đã sai lệch so với vị trí thực tế khoảng 14 dặm. Điều này khiến lực lượng cứu hộ không tìm ra được nơi xảy ra thảm họa, vì sai số này đã quá hy hữu trong lịch sử hàng hải và vẫn chưa có được một lời giải thích thỏa đáng cho đến nay. Hành khách trên thuyền không được hướng dẫn về việc cứu hộ bằng xuồng. Điều này là khá dễ hiểu khi mà không ai chuẩn bị trước về tình huống cứu hộ bằng thuyền và cũng không có một cuộc diễn tập nào được xảy ra trước khi mà chuyến tàu định mệnh được nhổ neo. Trước khi mà phát đi tín hiệu cầu cứu thì tàu Titanic đã lãng phí gần một tiếng đồng hồ. Học giả Tim Martin viết trên tờ báo của Telegraph rằng thủy thủ đoàn đã phải chờ 45 phút kể từ khi mà tàu đâm phải băng cho đến khi mà phát đi tín hiệu cầu cứu, chỉ vì lý do họ không muốn tiết lộ về tai nạn này. Chỉ khi mà họ nhận thấy con tàu đang thực sự chìm xuống thì họ mới vội vàng phát đi tín hiệu. Vào thời điểm xảy ra tai nạn thì tàu Californian đang có mặt ở gần đó. Nếu mà nhận được tín hiệu từ Titanic thì con tàu này đã có thể chuyển hướng và di chuyển đến hiện trường trong vòng 45 phút định mệnh đó và đã có thể cứu được thêm biết bao sinh mạng. Vì chậm trễ này hoàn toàn không thể lý giải được, nhất là trong tình huống nguy cấp trên tàu lúc bấy giờ. Nước tràn vào khoang tàu chỉ ở mức cảnh báo. Theo lời của một nhân chứng thì cuộc va chạm lịch sử này đã tạo ra được một lỗ hổng có dung tích khoảng 0,3 mét khối trên vỏ tàu. Với mỗi phút trôi qua thì có khoảng 400 tấn nước biển sẽ chảy vào trong khoang tàu cho đến lúc chìm. Điều này có nghĩa là trong khoảng thời gian 3 tiếng thì chỉ có đến 10.000 tấn nước tràn vào tàu. Nếu như 1.000 lít nước tương đương với 265 gallon thì 400 tấn nước sẽ tạo ra được một thể tích khoảng 378.000 lít nước, 100.000 gallon trên một phút. Thảm họa chìm tàu Titanic, cảnh tỉnh về an toàn đường biển. Có một sự thật đau lòng là chỉ sau vụ chìm tàu của Titanic thì nhiều người mới hiểu ra tầm quan trọng an toàn của đường biển. Trước khi mà thảm họa này xảy ra thì số xuồng cứu hộ được xác định bằng trọng tải của mỗi con tàu chứ không dựa vào số hành khách trên tàu. Tuy nhiên sau năm 1912 thì quyết định này đã được hoàn toàn thay đổi. Thảm họa tàu Titanic đã làm thức tỉnh loài người về lòng tin vào khoa học, kỹ thuật và khả năng xảy ra những điều mà họ cho là không tưởng. Phần mũi tàu đã bị yếu đi vì bị đốt nóng trước khi mà nhổ neo. Tờ Thời báo của New York đã đưa ra những chứng cứ chứng minh rằng sức nóng trong lò từ đốt than trong hầm tàu đã làm yếu đi phần đầu tàu từ trước khi mà khởi hành đến 3 tuần. Sẽ không ai để ý chi tiết này nếu như mà không có dự báo của ông Sinan Moloney, người đã nghiên cứu thảm họa trong suốt 30 năm qua. Từ một con tàu kiêu hãnh, Titanic chỉ còn là một đống đổ nát nằm dưới đáy đại dương. Thảm họa này đã xảy ra như một định mệnh của lịch sử. Dù với bất kỳ sai sót nào trong quá khứ, thì loài người vẫn phải bước tiếp cũng như là nhìn nhận, sửa chữa sai lầm. Có một sự thật không thể phủ nhận rằng Titanic đã đắm vì va phải tảng băng trôi. Nhưng trong nhiều năm qua, các nhà nghiên cứu vẫn nỗ lực để tìm hiểu nguyên nhân thực sự. Ngay sau thảm họa, thì các cuộc điều tra từ phía Anh và Mỹ đều kết luận con tàu đã chạy quá nhanh. Nếu mà nó di chuyển với tốc độ chậm hơn, vụ tai nạn sẽ không nghiêm trọng như vậy. Thậm chí Titanic hoàn toàn có thể tránh được tảng băng. Trong trường hợp đó, vụ va chạm chỉ phá vỡ được 6 khoang thuyền, tàu vẫn có thể nổi trên mặt nước. Nhiều ý kiến cho rằng tàu có thể tránh vụ va chạm nếu như người cầm lái khi ấy không hoảng sợ và rẽ sai hướng. Có khả năng sự thật sẽ bị che giấu trước các nhà điều tra để có thể bảo vệ được danh tiếng của công ty White Star Line và đồng nghiệp. Nếu mà không xét tới yếu tố con người thì thảm kịch Titanic có thể do thiên nhiên giàn dựng. Hai nhà thiên văn học thuộc Đại học của bang Texas của Mỹ suy đoán siêu mặt trăng khiến cho các tảng băng trôi chuyển động. Đây là hiện tượng hiếm xảy ra khi mà mặt trăng ở gần trái đất nhất, đúng vào kỳ trăng tròn. Tác động cộng hưởng từ mặt trăng và mặt trời gây ra những đợt sóng lớn bất thường. Hai nhà thiên văn học dùng yếu tố thiên văn để có thể giải thích được giả thuyết băng trôi xuất hiện với một số lượng lớn trên hải trình của Titanic.
Tuy nhiên, các chuyên gia khẳng định nguyên nhân lớn nhất có lẽ vẫn xuất phát từ khúc xạ ánh sáng. Khi mà tàu bắt đầu chìm, thì các thủy thủ đã phát đi tín hiệu cầu cứu. Tàu California ở gần đó dường như đã phớt lờ, mặc dù đã có rất nhiều pháo sáng rực bầu trời đến mấy. Vào cái đêm định mệnh, thì Titanic đã tiến vào khu vực đảo nhiệt, nơi tầm không khí lạnh nằm dưới một tầng của không khí ấm hơn. Hiện tượng đảo nhiệt này gây ra hiện tượng khúc xạ ánh sáng, có thể tạo ra ảo ảnh, khiến kiếp trực trên tàu không phát hiện được băng trôi kịp thời, cũng như lại ảnh hưởng đến việc tàu California xác định chính xác tín hiệu cầu cứu. Tôi tin chắc rằng, dù trải qua cả một thế kỷ, thì khi nhắc đến Titanic vẫn sẽ mang lại cho chúng ta một cảm giác chạnh lòng về một thảm họa của lịch sử, phải không nào? Bạn nghĩ sao về chuyến tàu định mệnh ấy? Hãy chia sẻ cảm xúc cho tôi biết với nhé!